Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi mà chúng ta kiểm soát tốt dịch Covid-19 trong năm 2022 vừa qua, thì du lịch đã có phần phục hồi nhiều hơn. Và đặc biệt là đối với thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước, thì lượng khách du lịch trong năm qua có thể thấy là đã tăng một cách đáng kể. Và có được cái hiệu quả như thế này thì cũng phải kể đến rất lớn, rất là nhiều những cái hoạt động xúc tiến du lịch. Không chỉ đến từ những người chuyên làm công tác du lịch không đâu Phương Thúy ạ, mà tôi thấy rằng là rất nhiều những người con thủ đô, họ đã có những cách làm hay, những cái cách làm sáng tạo để làm thế nào đó đưa hình ảnh của thủ đô Hà Nội gần gũi hơn đến với du khách, và để từ đó du khách họ hiểu hơn và họ đến viếng thăm thủ đô Hà Nội chúng ta. Vâng, và không thể không kể đến những hoạt động của chính những người trẻ. Họ đã góp phần lan tỏa cũng như là quảng bá hình ảnh của một thủ đô ngàn năm văn hiến với bề dày lịch sử, truyền thống và văn hóa, mang đến gần hơn với không chỉ là với những du khách thập phương mà với cả bạn bè quốc tế nữa. Và một trong rất nhiều những hoạt động đó có thể kể tên đến trong những ngày gần đây, nếu như quý vị khán giả cũng có để ý trên các trang phương tiện truyền thông, thì có một nhóm các bạn trẻ có một cái tên rất là dễ thương, đó là Hà Nội Kids, hay còn gọi là những đứa con của Hà Nội, đã góp phần mang hình ảnh của Hà Nội quảng bá đến gần hơn với bạn bè Nam Châu. Và những người trẻ như thế này thì cũng đã có được những cái nhìn rất sâu sắc và những hình ảnh về văn hóa, về con người của Hà Nội. Và theo đó thì trong khoảng hơn 15 năm nay thì những hoạt động của các bạn sinh viên trong nhóm Hà Nội Kids cũng đã tình nguyện trở thành những sứ giả của Hà Nội, của Việt Nam, kể những câu chuyện của vùng đất này cho những bạn bè quốc tế. Và với những cách nói chuyện thân thiện qua góc nhìn cũng cực kỳ gần gũi và dễ thương, thì những người trẻ tại thủ đô Hà Nội cũng đã mang đến cho các du khách những cái nhìn chân thực và gần gũi hơn, nhưng cũng rất tươi trẻ, mang đầy những năng lượng, những sự năng động của chính những bạn sinh viên. Và trong tiểu mục Cà phê Cảm hứng ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng đến với những hình ảnh mà chúng tôi đã ghi nhận được cùng với những hoạt động của Hà Nội Kids. Hà Nội Kids được thành lập từ năm 2006 và sứ mệnh của chúng mình khi đấy là để kết nối những người nước ngoài với các bạn sinh viên mà mong muốn được phát triển khả năng tiếng Anh ở tại Hà Nội. Chúng mình có ban đào tạo, thì ban đấy sẽ là cung cấp mọi thông tin về Hà Nội, ví dụ là Hỏa Lò này, hoặc là Lăng Bác, Văn Miếu, Bát Tràng. Thì sau kỳ Basic Training các bạn sẽ nắm được hết những cái thông tin đấy và có thể tự tin dẫn tour. Mình đã dẫn tour được hơn 50 cái tour. Điều mà mình cảm thấy mà khó khăn nhất là khi gặp những cái tour có trẻ con, mình cần phải để ý trẻ con và cần phải take care, cần phải quan tâm tất cả mọi người. Thì nhờ những cái tour này mình có thể là phát triển kỹ năng nói tiếng Anh, rồi là phát triển những kỹ năng mềm như là xử lý các tình huống khi tour xảy ra. Thật ra thì mình không sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, nhưng mà mình có một tình yêu đối với thủ đô, vì vậy nên là mình muốn lan tỏa những cái giá trị về lịch sử, văn hóa và cũng như là ẩm thực cho bạn bè quốc tế. 16 năm hoạt động với gần 20.000 tour, tên tuổi Hà Nội Kids đã vươn ra thế giới khi được chọn dẫn tour cho nhiều chính khách nổi tiếng, hay từng được CNN, Telegraph đề cập là một trong những điều không thể bỏ qua khi đi du lịch Hà Nội. Đây là lần đầu tiên chúng tôi trải nghiệm với Hà Nội Kids. Chúng tôi chắc chắn sẽ đặt lại tour này. Các bạn rất thân thiện và nhiệt tình. Các bạn rất thân thiện và nhiệt tình. Họ là những người bản địa và có thể giới thiệu cho tôi những điều mà du khách nước ngoài khó có thể tự khám phá tại đây. Bọn em không gọi là một hướng dẫn viên du lịch, mà bọn em là một người bạn đồng hành du lịch, một travel mate. Vì vậy, bọn em đi tour với một cái tinh thần là bọn em cùng nhau học hỏi. Không tiền boa, không thu phí, tất cả đều trên tinh thần tình nguyện là phương châm hoạt động của Hà Nội Kids. Bởi với những người trẻ này, khoản phí trong mỗi chuyến đi của họ chính là tình yêu dành cho Hà Nội, tình yêu dành cho Việt Nam của bạn bè quốc tế.